xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, có hợp thì phải có tan, có gặp gỡ thì cũng có chia ly. Đó là quy luật của cuộc sống. Thánh Sa nhà ta cũng vậy, tuy mang trong mình khả năng bất tử hộ thân, cậu vẫn không thể thoát khỏi quy luật của tự nhiên. Trong suốt hơn 25 năm đi du hành, đi qua 8 vùng đất, cậu đã gặp gỡ và đi du hành cùng rất nhiều người bạn. Kết thúc mỗi cuộc hành trình, cậu thường sẽ tạm biệt những người bạn của mình để quay trở về thị trấn Masara, chuẩn bị bước sang vùng đất mới. Với phần phim cuối cùng là Pokemon Johnny, Satoshi chính thức về vườn. Cậu không còn là nhân vật chính của TV series nữa, hơi buồn, nhưng đó lại là sự thật. Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những lần Satoshi phải chia tay bạn bè mỗi khi kết thúc một chuyến hành trình nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video tổng hợp những lần chia tay cảm động đẫm nước mắt của nhóm Satoshi nhé. Kết thúc cuộc hành trình tại Johto, Kasumi và Takeshi là hai người bạn du hành đầu tiên của Satoshi. Họ đã cùng nhau đi hết Kanto, quần đảo Orenji và vùng đất Johto. Takeshi là người bạn thân nhất và cũng là người đi du hành lâu nhất của Satoshi. Còn Kasumi, cô ấy có tình cảm đặc biệt dành cho Satoshi. Dĩ nhiên là Satoshi không nhận ra rồi. Lý do ban đầu để Kasumi bám theo Satoshi là do cậu đã vô tình làm hỏng chiếc xe đạp của cô. Nhưng sau đó, họ đã trở thành những người bạn đồng hành tốt của nhau. Và Kasumi cũng là nữ nhân vật chính đi du hành với Satoshi lâu nhất. Khi đại hội bạch ngân kết thúc, Kasumi nhận được cuộc gọi của ba người chị tại hội quán Hanada, nói cô trở về tiếp nhận hội quán để ba cô chị đi du lịch. Kasumi chẳng còn lý do gì để đi với Satoshi nữa, mặc dù trong cô luôn có tình cảm đặc biệt dành cho Satoshi. Trong buổi chiều hoàng hôn ấy, tại ngã tư đình mệnh ấy, ba con người, ba con đường riêng, họ tạm biệt nhau, vững bước đi trên con đường của riêng mình. Cơn nắm hôm nay sao mặn quá, mặn do nêm quá nhiều gia vị hay là vì mặn của nước mũi? Khi này, Satoshi đã bật khóc vì những người bạn đồng hành của cậu, vì nhờ có họ, cậu đã trưởng thành hơn. Vì Kasumi là nhân vật nữ tôi thích nhất, nên xem đến đây, tôi đã thực sự rất sốc, mà trong một khoảng thời gian rất dài, tôi còn không dám xem Pokemon nữa. Và tôi cũng dám chắc rằng, rất nhiều bạn cũng có cảm xúc giống như tôi, bởi vì cái khoảnh khắc chia tay đó, nó thực sự quá xúc động và cảm xúc. Tuy cuộc hành trình của cả ba đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ vẫn tiếp tục. Satoshi đi theo con đường hồ đã vẽ ra cho cậu, chẳng nói quá khi nói, cậu chính là trên nờ đường hồ chọn. Takeshi cũng du hành với Satoshi thêm hai vùng đất nữa, cho đến khi anh nhận ra điều mình thực sự muốn làm, đó là trở thành bác sĩ Pokemon. Còn Kasumi, cô chính là nhân vật được khám bách nhiều nhất, nhiều như số lần mẹ tôi đi chợ mỗi ngày vậy. Mỗi lần trở lại, cô lại mang theo một làn gió mới cho toàn bộ series. Với việc xa xa có đá Mega, vậy là ba người bạn đầu tiên của chúng ta đều sở hữu đá. Có thể họ sẽ hẹn gặp nhau đập đá vào một ngày nào đó. Kết thúc cuộc hành trình tại Hoenn. Khi liên minh Hoenn kết thúc, nhóm Satoshi đã chia tay một lần. Nhưng lần chia tay này chỉ mang tính thủ tục, vì ngay sau đó Haruka và Masato đã sang ngay Kanto để tiếp tục cuộc hành trình mới. Lần chia tay thực sự là khi Battle Frontier kết thúc, sau khi Satoshi và Haruka cùng tham gia cuộc thi Pokemon Contest tại thị trấn Toneruko. Họ đã cùng vào trận chung kết, kết quả trận đấu là hòa. Cả hai cùng nhận được kỷ niệm chương, họ quyết định cắt đôi, mỗi người giữ một nửa. Và một buổi chiều, như ba buổi chiều khác, cả nhóm đang chuẩn bị ăn tối. Haruka nói sẽ đến Johto để tham gia các cuộc thi Pokemon Contest ở đó. Masato đã rất buồn khi biết mọi người sẽ không còn đi cùng nhau nữa. Cậu lặng lẽ đứng dậy và đi ra chỗ khác. Sau khi Satoshi sử dụng thấu não chi thuật và hứa sẽ đấu với Masato khi cậu đủ tuổi, Masato mới lấy lại được tinh thần. Đó cũng là lúc chuyến tàu đến Hoenn khởi hành. Bữa cơm cuối còn chưa kịp ăn nữa, hai chị em Haruka lên tàu và với tay chào Satoshi và Takeshi. Cả hai chị em có niềm tin rất lớn ở Satoshi. Họ vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó Satoshi sẽ trở thành bậc thầy Pokemon. Vậy là chỉ còn Satoshi và Takeshi tại ngã ba định mệnh, một đường về thị trấn Masara, một đường về thành phố Nibi. Họ tạm biệt nhau và bước đi trên con đường của chính mình. Kết thúc cuộc hành trình tại Sinnoh, chẳng còn bàn cãi gì nữa. Cuộc hành trình tại vùng đất Sinnoh chính là chuyến đi vui vẻ nhất. Và cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Hikari cũng là nhân vật nữ tính nhất và đáng yêu nhất trong toàn bộ series. Khi kết thúc liên minh Sinnoh, cả nhóm trở về nhà của Hikari tại thị trấn Futaba. Khi nghe nhóm Satoshi sẽ trở về Kanto, Pochama đã không chấp nhận chuyện đó. Nó đã bỏ chạy, nhưng sau đó nó hiểu ra rằng không phải mình nó cảm thấy buồn, mà tất cả mọi người, ai cũng có cảm giác như nó. Tại nhà Hikari, khi xem trận đấu của liên minh vô địch giữa Tứ Thiên Vương Oba và nhà vô địch Sirona, Satoshi như hóa thân vào Oba cùng với Gokazaru chiến đấu với Gabriel. Khi Gokazaru gục xuống, gương mặt của cậu cảm thấy cay đắng, một sự nuối tiếc không hề nhẹ. Chuyến tàu về Kanto sắp khởi hành, cái đập tay của Hikari và Satoshi như minh chứng cho cậu nói, cũng chính là tựa đề của tập phim Ký ức là những viên ngọc trai, tình bạn là những viên kim cương.
Satoshi và Takeshi lên tàu, Hikari vẫn đứng đó, cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt đã cay trên khóe mắt của cô. Satoshi giơ tay lên cao, rồi hô lớn: "Daicho and Daicho bu!" Hikari và Pochama cùng nhau vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt, chào ánh hoàng hôn của buổi chiều tà nơi vùng vịnh. Cảnh cuối Hikari ngoảnh mắt ôm Pochama có lẽ là một trong những hình ảnh khó quên nhất với toàn thể các fan Pokemon trên toàn thế giới. Và Sinnoh cũng là vùng đất cuối cùng mà Takeshi đi du hành. Từ đây, cậu quyết định trở thành một bác sĩ Pokemon. Sau này, Takeshi và Kasumi đã đến Alola chơi. Khi này, Takeshi đã trở thành một bác sĩ tập sự. Còn về phía Hikari, cô cũng có một khoảng thời gian dài thăm bách tại vùng đất X-Sư để tham dự giải đấu Cúp Junior cùng với Satoshi. Kết thúc của hành trình tại X-Sư, X-Sư là một vùng đất hoàn toàn mới, nơi có những Pokemon rất rất mới. Và tại vùng đất này, Satoshi đã gặp được hai người bạn, đó là Aris và Dento, một cô gái hoang dã và một nhà phục vụ Pokemon. Họ đã có một cuộc hành trình vui vẻ bên nhau trong một khoảng thời gian dài. Sau khi liên minh X-Sư kết thúc, họ cùng nhau tham gia vào chuyến hành trình khám phá quần đảo Decorola. Tại thành phố Kuchiba, điểm cuối cùng của cuộc hành trình, Aris nói rằng cô ấy không thể cưỡng lại ham muốn khám phá vùng đất mới, gặp gỡ các Pokemon rồng mới, nên cô ấy quyết định sẽ đến thị trấn Fusube để học hỏi và thăm chị Ibuki. Còn Dento, cậu quyết định đến thành phố Muro bên Hoenn để tham gia cuộc thi câu ca sắp được tổ chức ở đó. Satoshi khi nghe hai người bạn của mình nói xong, cậu có vẻ thất vọng. Nét mặt của cậu tỏ rõ sự nuối tiếc không muốn chia xa, nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Lại một buổi chiều trên các đường ray xe lửa, cũng phải nói luôn là vùng đất X-Sư được xây dựng dựa trên thành phố New York, nơi mà các chuyến tàu điện rất phát triển. Việc nhóm bạn chia tay ở nhà ga như một hành động tri ân, cũng như tưởng nhớ đến một cuộc hành trình dài, họ dành cho nhau những lời tạm biệt cuối cùng. Chuyến tàu khởi hành, Aris và Dento từ từ rời xa, Satoshi và chị Banji lên đường quay trở về thị trấn Masara. Và mới đây, Aris có comeback và cô ấy đã trở thành nhà vô địch của X-Sư rồi nhé, kinh dị chưa? Kết thúc của hành trình tại Kalos, tại vùng đất Kalos, Satoshi đã gặp được những người bạn tốt như Citron, Eureka và Serena. Họ đã trở thành những người bạn đồng hành của nhau trong suốt một chuyến hành trình dài, cùng nhau trải qua bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn, Satoshi quay trở lại Kanto để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới, Serena sang Hoenn để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Khi tạm biệt, tất cả những người bạn đều cảm thấy nỗi buồn trong lòng, thậm chí có cả những giọt nước mắt. Ngay thời điểm này, ngay thời khắc này, trước khi chia tay, Serena đã mạnh dạn hôn tạm biệt Satoshi một cái, như nói lên tình cảm của cô dành cho Satoshi. Xem đến đây, chắc hẳn nhiều bạn đã có cảm xúc vỡ òa. Tuy nhiên, Satoshi mặt không biến sắc, vẫn coi đó là hành động của một người bạn bình thường. Cậu vẫy tay và tạm biệt Serena. Phải tôi đấm cho mấy nhát. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Sau khi xẻ đi, Citron đã đề nghị đấu một trận cuối cùng với Satoshi. Vấn đề thắng thua đã không còn quan trọng nữa rồi. Trên môi họ nở những nụ cười sảng khoái. Trận đấu như minh chứng cho tình bạn giữa họ. Trước đó, Satoshi cũng mới chia tay Gekko ga xong. Đúng là nỗi buồn nhân đôi, gấp đôi đến chết. Đây là phần phim có nét vẽ đẹp. Satoshi ngầu lòi, Pokemon mạnh, những trận đấu đỉnh cao và cái kết mở đẹp nên được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Hơi đáng tiếc là chưa có bất kỳ một nhân vật nào của nhóm bạn được comeback. Trong khi đó, Koruni, một người bạn khác của Satoshi, lại được comeback đến tận 2 lần, ảo ma Canada. Kết thúc của hành trình tại Alola, phần phim Sun & Moon cũng đã kết thúc, để lại cho chúng ta bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có, thất vọng cũng có. Đây là lần thứ hai Satoshi rơi nước mắt sau khi kết thúc một cuộc hành trình. Sau khi liên minh Alola kết thúc, Satoshi cảm thấy trống rỗng và không biết phải làm gì. Khi nghe các bạn trong lớp nói về những dự định sắp tới của họ, Satoshi đã quyết định quay trở lại thị trấn Masara để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Chiều hôm đó, Son Galeo đã quay trở lại, đón cậu vào siêu không gian Ultra Space chơi. Họ đã cùng nhau du hành qua rất nhiều thế giới khác nhau, giúp đỡ rất nhiều Ultra Beat. Hôm sau, Son đưa Sa trở về Alola. Sa nói về mục tiêu tiếp theo của mình. Tất cả mọi người đều bất ngờ, nhưng họ cũng phải chấp nhận quyết định của Sa thôi. Tất cả mọi người đều có niềm tin ở Satoshi. Surian nói rằng nếu có ai đó có thể trở thành bậc thầy Pokemon thì đó chính là cậu, Satoshi. Ngay ngày hôm sau, cả nhóm ra bến cảng để tiễn biệt Lilie. Lilie sẽ có một cuộc hành trình dài để đi tìm ba. Trước khi đi, cô có thả thính Sa bằng vài lời đường ngọt. Nhưng Sa với khả năng miễn nhiễm thính, cậu cho Lilie vào danh sách Frenzo luôn. Thương Lilie. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Sau đó, vợ chồng giáo sư Kukui chở Satoshi ra sân bay. Cả ba người họ đã có một cảnh chia tay vô cùng xúc động. Họ thực sự là một gia đình. Giáo sư Kukui và giáo sư Buneto sẽ luôn ở phía sau, ủng hộ từng bước chân mà Sa sẽ đi.
Khi Satoshi bắt đầu bay, bạn bè và toàn bộ các Pokemon của cậu đã bay theo để nói lời tạm biệt. Quá ấm áp, quá xúc động, Satoshi đã bật khóc. Cậu cũng không quên nói lời cảm ơn và từ biệt mọi người. Sau khi chia tay Satoshi, Mamane quyết định đến giảm vũ trụ ở vùng Hoenn. Kaki thì đi tập luyện với chị Lai Chi, Suren cùng cha ra biển để tìm kiếm Manaphy. Chỉ còn lại một mình Mao ở lại Alola, có nhỏ cho cô ấy. Hình ảnh Mao vẫn ở lại Alola như một người bảo vệ, một người vẫn luôn ở đó, chờ đợi những người bạn của mình quay trở về. Thật cảm động. Kết thúc Pokemon Journey. Pokemon Journey chính là phần phim cuối cùng Satoshi được làm nhân vật chính. Đó là kết thúc của một thời đại, kết thúc của một huyền thoại. Ở phần phim này, Satoshi không còn đi thách đấu game nữa. Thay vào đó, cậu tham gia giải đấu Pokemon Cúp Thế Giới. Với việc lọt vào Master A và đánh bại Champion Dan D, Satoshi chính thức trở thành trainer mạnh nhất thế giới. Tuy vẫn chưa thực hiện được ước mơ thực sự, đó là trở thành bậc thầy Pokemon, nhưng đây cũng có thể nói là kết thúc có hậu nhất dành cho Satoshi. Hai người bạn của Sa, đó là Ngài Go và cô Haru, đều có những hướng đi của riêng mình. Ngài Go vẫn trên cuộc hành trình hoàn thành Pokédex và quan trọng nhất là thu phục Mew. Ngài sẽ bắt hết toàn bộ Pokemon, chúc Ngài thành công. Còn cô Haru thì sao? Tuy ban đầu không thích Pokemon lắm, nhưng sau khi gặp Satoshi, cô Haru đã có những biến đổi mới, nhận thức mới. Cô dần nhận ra mình cũng rất thích Pokemon. Giờ đây, ngoài việc đi học, khi nghỉ, cô cũng sẽ tham gia các nhiệm vụ của một thực tập sinh tại viện nghiên cứu. Để kết thúc cho sự khởi đầu, tối hôm đó, cả nhóm cùng tất cả mọi người trong gia đình, cùng tất cả các Pokemon tham gia party, họ cùng nhau ăn no uống say. Sáng hôm sau, Satoshi và Gozer đã thu dọn đồ xong, họ tạm biệt căn phòng đã gắn bó với họ 3 năm. Họ lên đường mà không thèm báo lại với giáo sư cũng như cô Haru luôn. Sau nửa ngày đi chung, Sa và Gozer cuối cùng cũng chia tay nhau. Trên mặt họ luôn có một nụ cười, họ vững tin bước đi trên con đường của chính mình. Tại một thành phố vô danh nào đó, cô Haru vừa đi vừa chụp ảnh. Cô tự hỏi, hai người bạn của mình đang làm gì nhỉ? Một con bướm Aegon bay qua cô Haru, sau đó nó bay đến chỗ Ngải Go vừa thu phục một Pokemon. Rồi lại bay qua chỗ Satoshi đang chiến đấu với Lucario. Cả ba ở cùng một thành phố, nhưng họ sẽ không gặp nhau, có gặp nhau cũng sẽ không đi cùng nhau. Pokemon Star hay gọi tắt là Pokemon, chúng là những sinh vật kỳ lạ sống trên hành tinh này. Phần phim Pokemon Journey chính thức kết thúc, nhưng chuyến hành trình của mỗi người vẫn sẽ tiếp tục. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.